Mến chào quý độc giả của báo Đồng Nai, mời quý vị bây giờ như thường lệ cùng báo Đồng Nai cập nhật tin tức cùng tin nhanh audio. Sau đây là nội dung chi tiết của bản tin hôm nay, thứ ba ngày 28 tháng 5. Mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu qua phường Phước Tân khó về đích trước 30 tháng 6. Tin của Khắc Thiết. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, sáng 27 tháng 5, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam đã có buổi kiểm tra thực tế tại phường Phước Tân. Ban quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho biết, đến nay đã bàn giao mặt bằng khoảng 12% với diện tích hơn 2,6 ha đoạn qua phường Phước Tân. Trong khi đó, trong 30 ngày đêm tập trung giải phóng mặt bằng, hiện đã xác nhận và thẩm tra nguồn gốc đất được 591 thửa, đạt gần 80%, đã thẩm tra nguồn gốc 286 hồ sơ nhà ở. Phường Phước Tân đã có 70 trường hợp xét tái định cư. Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam cho rằng, đến nay mới chỉ bàn giao 12% mặt bằng là quá chậm và nguy cơ khó về đích mốc thời gian 30 tháng 6 theo cam kết với Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chỉ đạo tập trung xử lý những vướng mắc đối với các hồ sơ còn lại. Ký kết hợp tác chiến lược đào tạo nhân lực cho cảng hàng không quốc tế Long Thành, tin của Công Nghĩa. Chiều hôm qua 27 tháng 5 tại huyện Long Thành diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn SAGS với Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lila Ma 2. Các bên sẽ tập trung hợp tác chính vào 3 hạng mục, đó là đào tạo nguồn nhân lực hàng không, gia công sản xuất linh kiện phụ tùng cho mục đích bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không, xây dựng khu phức hợp với nhiều công năng khác nhau cho cán bộ, nhân viên và chuyên gia hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng, việc ký kết hợp tác chiến lược giữa ACV, SAGS và Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lila Ma 2 có ý nghĩa rất quan trọng, tạo điều kiện cho con em là người Đồng Nai, đặc biệt là con em của các gia đình bị thu hồi đất phục vụ xây dựng dự án sân bay Long Thành có cơ hội tham gia làm việc trong cảng hàng không. Với việc giai đoạn 1 của sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác từ năm 2026, số lượng lao động cần thiết để đảm bảo hoạt động phục vụ tại cảng là gần 14.000 lao động. Sớm di rời hơn 200 hộ dân còn lại ra khỏi khu vực dự án sân bay Long Thành, tin của Phạm Tùng. Theo Ủy ban nhân dân huyện Long Thành, đối với công tác thu hồi đất giải phóng mặt bằng khu vực 5.000 ha xây dựng sân bay Long Thành, hiện chỉ còn một hộ dân với diện tích khoảng 0,9 ha chưa bàn giao mặt bằng. Với trường hợp này, địa phương đang hoàn thiện các thủ tục để thực hiện cưỡng chế bàn giao mặt bằng vào đầu tháng 6. Ngoài ra, trong khu vực này còn hơn 200 hộ dân vẫn chưa di rời dù đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Với hai tuyến giao thông kết nối sân bay thì còn 34 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị huyện Long Thành sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại của dự án, bởi sắp tới việc xây dựng hàng rào toàn bộ khu vực dự án sẽ được triển khai. Đủ điều kiện bán chuyển nhượng hơn 260 căn hộ tại Long Khánh, tin của Hoàng Lộc. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên và Môi trường mới ban hành thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng, điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán nhà ở của 201 căn nhà ở xã hội và 60 căn nhà ở thương mại, dự án khu nhà ở xã hội tại thành phố Long Khánh do công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng Thành Thắng làm chủ đầu tư. Căn cứ các quy định liên quan, kết quả rà soát hồ sơ, báo cáo công tác hoàn thành xây dựng công trình của chủ đầu tư và biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo 201 căn nhà xã hội và 60 căn nhà thương mại thuộc dự án khu nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất bán nhà ở. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thi công xây dựng nhà ở đúng thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt chất lượng công trình xây dựng. Sẽ kiểm tra phản ánh của người dân về tiếng ồn ở dự án điện mặt trời trên mái trang trại nông nghiệp tại Tân Phú, tin của Ban Mai. Liên quan đến phản ánh của người dân về hoạt động của trạm điện năng lượng mặt trời tại công ty cổ phần Solar Thành Đạt có trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, tại xã Tà Lài, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tân Phú cho biết trong tuần tới sẽ đi kiểm tra. Theo phản ánh của người dân, mỗi khi trạm hoạt động từ 5 giờ 30 đến 18 giờ 30 phát ra tiếng kêu rất lớn, cách xa 700 đến 800m vẫn nghe thấy tiếng ồn. Người dân đã nhiều lần phản ánh tới chính quyền địa phương và tổng đài 1022 nhưng chưa được giải quyết nên rất bức xúc. Cũng theo phản ánh, trước đây khu vực này là cơ sở nuôi chuồn quế kết hợp làm điện năng lượng mặt trời mái nhà. Tuy nhiên hiện tại cơ sở này đã ngừng nuôi chuồn quế. Dự án điện năng lượng mặt trời nói trên có công suất hơn 995 kWh, diện tích đất là 4,9 ngàn mét vuông với 2,4 ngàn tấm pin. Hệ thống các tấm pin nằm san sát nhau, cách mặt đất khoảng 4 đến 5 mét. Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 3,3 ngàn lao động, tin của Lan Mai. Hôm qua 27 tháng 5, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai tổ chức sàn giao dịch việc làm lần thứ 6 năm 2024. Sàn thu hút 21 doanh nghiệp tham gia với tổng nhu cầu tuyển dụng hơn 3,3 ngàn lao động, trong đó 95% là lao động phổ thông. Tại sàn đã có khoảng 400 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm, số người dự kiến được tuyển là 210 người.
Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Nai, trong quý 2 năm 2024, mặc dù nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp tăng, nhất là lao động phổ thông, song số hồ sơ tiếp nhận lao động phổ thông tại sản chỉ đạt từ 5 đến 7%. Triển lãm 140 ảnh trực tuyến Đồng Nai vùng đất văn hóa và con người. Tin của Mini. Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Đồng Nai đang tổ chức trưng bày và giới thiệu triển lãm trực tuyến với chủ đề Đồng Nai vùng đất văn hóa và con người. Với 140 hình ảnh tư liệu được số hóa trưng bày trong không gian 3D, triển lãm được chia làm 4 nội dung: vẻ đẹp thiên nhiên của Đồng Nai, con người Đồng Nai, danh lam thắng cảnh và di tích văn hóa lịch sử Đồng Nai, những thành tựu kinh tế xã hội của Đồng Nai. Triển lãm được thực hiện bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt trên website và fanpage của Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Đồng Nai, website Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao 11 huyện, thành phố. Quý vị vừa cập nhật tin tức cùng tin nhanh audio của Báo Đồng Nai.